Bin đang làm gì vậy Bin? Hả? Nay xích đu cái gối kìa. Ừ. Có thấy Bin không? Nó. Nó. À, mình đang chơi với cái gối đó. Mình giỏi quá ta. Đó, mình chơi với gối này ba mèo ơi. Ừ, đó. Bên nói chuyện đi. Ừ. Bên vui không? Bên con có vui không? Hả? Đó, vui đó hả? Ồ. Ừ. Đó. Bên khoái không? Bên thích không? Hả? Con thích không?